mong muốn điều tốt nhất, tất cả các nhạc sĩ hoan nghênh. Hãy mang theo nhạc cụ của bạn và đến chơi nhạc trong kỳ nghỉ với chúng tôi. Tờ rơi vẫy tay trong tay Tommy khi anh nhắm mắt trước làn gió và hình dung sẽ khuấy động bữa tiệc bằng kỹ năng đánh trống của mình. Đây có thể là cơ hội của anh ấy. Đây có thể là khoảnh khắc mà anh ấy đang mơ ước. Tommy không chỉ khao khát được tìm thấy sự hòa nhập của mình trong xã hội mà anh còn mơ được thể hiện tài năng của mình. Kỳ nghỉ đã đến gần và anh vẫn chưa có kế hoạch gì. Không có gia đình và danh sách bạn bè rất ngắn, anh ấy cho rằng mình sẽ tự tay gói quà và chúc mừng năm mới trên ghế dài với chú mèo của mình. Lại, cảnh tượng kỳ ảo hiện ra trong tâm trí Tommy khi anh nắm chặt tờ giấy và đứng bất động trên vỉa hè, mắt dần nhắm lại, bữa tiệc tất nhiên sẽ được tổ chức tại một dinh thự. Một điền trang, một cơ ngơi có vẻ đẹp ngoạn mục đến mức chỉ thu hút được những đám đông ưu tú nhất. Đây là nơi Tommy nghĩ rằng anh ấy đã phù hợp với tất cả những tưởng tượng của mình. Anh ấy sẽ là người đến cuối cùng, người ít hơn đã được lắp ráp bên trong và thể hiện những kỹ năng tầm thường của họ về kèn, sáo hoặc kèn harmonica. Tommy sẽ lấy bộ trống nhỏ gọn của mình từ sau xe tải và bước lên cửa. Vênh váo bước đi. Không cần phải gõ cửa, người dẫn chương trình sẽ thấy người lạ đang sải bước đi bộ và chạy đua để chào đón anh ta. Cửa sẽ mở. Tommy bắt tay người đàn ông và đi về phía giữa phòng. Lúc này đám đông sẽ chia tay nhau như biển đỏ và mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Tommy. Họ có thể cảm nhận được tiềm năng của anh ấy trong không khí. Anh có thể cảm nhận được tiềm năng của chính mình trong không khí. Với bộ đồ nghề được lắp ráp, Tommy bắt đầu thổi bay tâm trí của mọi người tham dự. Anh ấy bắt đầu chậm và tăng lên nhanh chóng, tung ra những nhịp điệu hoàn hảo theo đúng thời gian. Những màn đánh trống tuyệt vời và những bản phối phức tạp đến mức khiến khách mời phải há hốc mồm kinh ngạc. Tommy sẽ trở thành ngôi sao của chương trình, với phụ nữ và người hâm mộ đổ xô đến nói chuyện với anh ấy. Anh ấy sẽ làm được. Trong một bước nhảy vọt nhanh chóng, Tommy sẽ tiến vào một vòng kết nối xã hội ưu tú, thể hiện tài năng ấn tượng của mình và thu hút một lượng người hâm mộ cho những mục tiêu theo đuổi âm nhạc trong tương lai của mình, HONNNNNK. Tommy đã bị xé toạc khỏi tưởng tượng ấm cúng của mình bởi tiếng nổ của còi xe tải khi nó chạy ngang qua. Với nụ cười trên môi và một giấc mơ mới trong tâm trí, Tommy thu thập thông tin từ tờ rơi và ghim nó trở lại cột nơi anh tìm thấy. Điều duy nhất cần làm bây giờ là chờ đợi điều kỳ diệu của anh ấy bị ràng buộc lên nấc thang xã hội. Tour đi 4 ngày và chúng tôi tìm thấy Tommy chỉ một giờ trước sự kiện trọng đại của anh ấy. Anh ấy đang ở căn hộ của mình. Chất bộ dụng cụ nhỏ gọn của mình vào sau xe tải. Anh ấy đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị, lắp ráp đồ đạc của mình và đảm bảo rằng bộ đồ nghề, xe hơi và bản thân đã sẵn sàng để lăn bánh cho buổi tối. Anh ấy không thể chịu được bất kỳ cuộc gọi nào, không phải tối nay. Trong tưởng tượng, Tommy biết rằng anh đến bữa tiệc muộn, chỉ đủ muộn để tạo ra ấn tượng lớn đó, nhưng anh quá phấn khích. Anh ấy không thể chờ đợi để có màn ra mắt hoành tráng của mình. Với một nụ cười rạng rỡ khác trên khuôn mặt, Tommy ngồi sau tay lái chiếc xe tải của mình, kiểm tra gương xem lại để đảm bảo bộ đồ nghề của anh ấy an toàn ở phía sau, và vuốt tóc để đảm bảo sự vênh váo của anh ấy đã phát huy hết tác dụng. Thời gian để đá, nhấp chuột. Nhấp chuột. Kli-i-i, đèn trên bảng điều khiển của anh mờ nhạt, động cơ từ chối quay, Tommy không chịu tin những gì đang xảy ra. Nhấp chuột. CL, không. Bình điện trong xe tải của anh ấy đã chết. Không hề tức giận, không có gì khác ngoài thất bại thuần túy, Tommy gục đầu xuống tay lái khi tưởng tượng mà anh hình dung dường như tan thành mây khói ngay trước mắt anh. Anh không thể để đây là cách mà giấc mơ của anh kết thúc. Không đời nào. Nếu anh ấy đạp xe lên, anh ấy vẫn có thể đến được và thậm chí có thể trễ vài phút như anh ấy mong đợi. Trong cơn phấn khích và cảm giác lái mới, Tommy nhảy ra khỏi xe tải của mình. Chạy lên các bậc thang về căn hộ của mình, và chộp lấy chiếc xe đạp từ ngay bên trong cửa. Anh liếc nhìn đồng hồ khi đi xuống cầu thang trở lại mặt đường. 10 phút cho đến khi bữa tiệc bắt đầu và 30 phút đi xe trước anh ta. Không lãng phí một giây nào nữa, Tommy nhảy lên chiếc xe hai bánh và đạp hết tốc lực xuống vỉa hè. Còn 3 khối nữa, Tommy mở to mắt. Anh từ từ ngừng đạp. Chiếc xe đạp dừng lại và Tommy đặt một chân xuống. Anh ấy đã quên bộ trống.
Anh ta đã diễn lại màn thể hiện thất vọng như một đứa trẻ đầy kịch tính của mình từ bên trong chiếc xe tải của mình và gục đầu xuống, bị đánh bại, trên tay lái. Bây giờ anh ấy đang đổ mồ hôi, trễ 10 phút, điều đó có vẻ đúng nhưng thực tế lại cảm thấy sai, và thậm chí không có nhạc cụ của mình. Với sự vô cảm tuyệt đối, Tommy đạp xe đến trước ngôi nhà đang tổ chức tiệc. Đã quá muộn để quay lại. Cảnh tượng mà anh ta gặp chỉ được thêm vào chủ đề trong ngày. Đây không phải là biệt thự. Đây hầu như không phải là một ngôi nhà. Căn nhà phố nhỏ được giữ gìn cẩn thận nhưng quá nhỏ để tổ chức một bữa tiệc, ít nhất là một bữa tiệc với đám đông mà anh đã hình dung. Tinh thần của anh ấy càng sa sút hơn, Tommy đã ra khỏi của anh ấy. A desire for the best, all musicians welcome. Bring your instrument and come rock the holiday with us. The flyer waved in Tommy's hand as he closed his eyes against the breeze and envisioned wooing the party with his drumming skill. This could be his chance. This could be the moment he's been fantasizing about. Not only has Tommy been yearning to find his fit in society, he's been dreaming of showcasing his talent. The holiday was around the corner and he still had no plans. With no family and a very short list of friends, he assumed he'd be unwrapping presents from himself and ringing in the new year on the couch with his cat. Again, the fantastical scene unfolded in Tommy's mind as he clutched the paper and stood motionless on the sidewalk, eyes slowing closing. The party would of course be held at a mansion, an estate, a property of such breathtaking beauty that it would only attract the most elite crowd. This is where Tommy thought he fitted in with all his fantasies. He'd be the last one to arrive. The lesser already assembled inside and showing their mediocre skills on the trumpet, the flute, or the harmonica. Tommy would grab his compact drum kit from the back of his truck and stroll up to the door, swagger in his step. There'd be no need to knock. The host would see the stranger striding up the walk and race to welcome him. The door would open, Tommy would shake the man's hand and make his way towards the center of the room. By this time the crowd would have parted like the Red Sea and all eyes would be on Tommy. They could feel his potential in the air. He could feel his own potential in the air. With the kit assembled, Tommy begins to blow the minds of everyone in attendance. He'd start off slow and ramp up quickly, throwing down perfectly timed beats, fantastic drum rolls, and mixes so intricate it would leave the guests with mouths agape. Tommy would become the star of the show, with women and fans flocking to talk with him. He will have made it. In one swift leap, Tommy will have blasted his way into an elite social circle, displayed his impressive talents, and garnered a fanbase for his future musical pursuits. Honnnk. Tommy was ripped from his cozy fantasy by the blast of truck's horn as it passed by. With a smile on his face and a dream fresh in his mind's eye, Tommy gathered the information from the flyer and pinned it back to the pole where he'd found it. The only thing to do now was to await his fantastical bound up the social ladder. Fast forward 4 days and we find Tommy a mere hour before his big event. He's at his apartment loading his compact kit into the back of his truck. He's spent the whole morning getting ready, assembling his swag, and making sure his kit, car, and self were ready to roll for the evening. He couldn't afford any hang-ups, not tonight. Tommy knew in his fantasy that he arrived late to the party, just late enough to make that big impression, but he was too excited. He couldn't wait to make his big debut. With another huge smile on his face, Tommy got behind the wheel of his truck, checked the review mirror to ensure his kit was safe in the back, and patted his hair to ensure his swagger was in full force. Time to rock. Click, click, clee. The lights on his dashboard faint, the engine refusing to turn over. Tommy refused to believe what was happening. Click, CL, CL, nothing. The battery in his truck was dead. With no anger, with nothing but pure defeat, Tommy laid his head down on his steering wheel as the fantasy he'd envisioned seemed to puff into smoke right before his eyes. He couldn't let this be how his dream ended. No way. If he hopped on his bike, he could still make it, and maybe even a few minutes late like he'd hoped. In a jolt of excitement and renewed drive, Tommy jumped out of his truck, ran up the steps to his apartment, and grabbed the bicycle from just inside the door. He glanced at his watch as he descended the stairs back down to street level. 10 minutes until the party started and a 30-minute ride before him. Without wasting another second, Tommy hopped onto the two-wheeler and pedaled full speed down the sidewalk. With 3 blocks to go, Tommy's eyes widened. He slowly stopped pedaling, the bike coasted to a stop and Tommy put one foot down. He'd forgotten the drum kit. He reenacted his dramatic display of childlike disappointment from inside his truck and laid his head down, defeated, atop his handlebars. He was now dripping sweat, 10 minutes late, which seemed right but in reality felt wrong, and didn't even have his instrument. With absolute emotionlessness, Tommy pedaled up to the front of the house having the party.
It was too late to turn back. The sight he was met with only added to the theme of the day. This was no mansion. This was barely even a house. The small townhouse was well kept but way too small to hold a party, at least one with the crowd he envisioned. His spirits sank even further. Tommy got off his